Hôm nay tụi mình sẽ đánh bại tất cả những con boss trong Bloodfruit. Nhưng mình có thể mua những cái kiếm khác nhau. Với mỗi lần mình đánh bại một con boss thì mình sẽ được một robot. Và mình có thể dùng số robot này cho cái shop custom với tất cả những cái kiếm. Và khi mình mua cái kiếm nào thì mình chỉ được sử dụng duy nhất cái kiếm đó thôi. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Bloodfruit cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazyland. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Và đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với con boss Rosilla King, hay còn gọi là Vedas các bạn. À nhầm, Tu Du chứ. Em tin chửi. Và đương nhiên mình sẽ sử dụng cái kiếm Kitlat này. Một cái kiếm không có quá nhiều công dụng ngoại trừ việc thấy dụng không? Em bị đuôi rồi, mong là vậy nha. Ok, quýnh Godzilla King thế nào? Ui, cái kiếm yếu gì vậy? Không one shot con Godzilla King được luôn các bạn ơi. No, ISO Speed tha cho tôi. Sao con này tự nhiên nó trâu dữ vậy? Bình thường anh nhớ quýnh một cái nó chết rồi mà ta. Mày dứt điểm. Yes sir. Và nếu như các bạn không biết Vedas sẽ làm gì trong video này thì lại đây Vedas, quay ngược lại. Yes sir. Và đương nhiên Vedas sẽ là một người bán hàng cho mình với những món siêu phẩm ở đây, chứ không phải là quay ngược lại để mình làm gì đâu nha. Thì đây chính là những món vũ khí với một robot. Và đương nhiên mình sẽ không mua cái kích lát rồi, bởi vì mình đã có rồi đúng không? Oh, sắc so. Mình sẽ mua cái sắc so này nha. Yes sir, một robot cho em á. Yeah, đây rồi, một món vũ khí mới. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua chỗ boss tiếp theo thôi nào. Ok, thì do là mình đã có một cái vũ khí mới rồi nên là con Bobby này chắc cũng không mạnh lắm đâu đúng không? Tử hoàng bất ghi. Nhưng mà ở C1. Em đừng khinh thường những người ở C1 nha Phúc. Thay vậy chứ nó mạnh lắm đó, em không biết nó né được kiếm hả? Execution. Chiu 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 chiu. Ôi cái sắc so này đẹp quá vậy. Hấp chạm. Bum bum bum. Không biết đặt đúng không nữa nhưng mà nhìn cũng ngầu á. Rồi kết liễu cái thật là ngầu nào. Tránh ra với đát để anh giết nó. Bum 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 bum. Phát né hay vậy, thấy bro vậy đó. Nghĩ sao đi quýnh bất kỳ mà anh xài kiếm vậy, nghe cũng hơi đần đần nhưng mà ít gan vẫn chiến thắng. Nhưng mà sao hồi check kho đồ của Vedas thì mình vẫn không đủ tiền mua gì hết, nên là thôi mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cây sắc so này nha và đối đầu với chủ nhân của nó luôn. À Long, con này cũng khá là mạnh á, nhưng mà gặp anh Crazy là tắt điện, tắt điện. Ui hú đau vậy, what the fuck. Ê chill bro, xoay xoay xoay, quay tay thằng trưởng. Tại sao em cứ đứng nhìn anh quýnh nó hoài vậy không? Đứng nhìn cũng không cho nó này á. Em đi ra chỗ khác đi, đứng lại gần nó nữa. Để một mình anh solo với nó đi. Em tưởng em da đen, em đứng đây là em sẽ tàn hình đúng không? Nhưng mà theo mình thấy thì con boss Along này cũng không quá nguy hiểm nha. Bởi vậy bây giờ mình sẽ kết liễu nó. Easy. Cộng một robot. Rồi lại đây rồi mày đắc. Với hai robot thì mình có thể mua được cái gì đây? Cái bi be hoặc là Dragon Trident hả? Ok, mình nghĩ là mình sẽ mua cái bi be này nha, khá là ngon á. Ok, cảm ơn. Yes sir. Và đến hòn đảo tiếp theo đó chính là Yeti. Và đương nhiên với cái gậy đánh chó này siêu bốc lửa, con người tuyết chắc chắn sẽ phải chết. Mày hả bưởi? Ủa sao lửa mà không gây thêm đam cho người tuyết hả? Mày, ui cái này đẹp quá vậy. Hiệu ứng đẹp vãi nho. Vãi cái nho đẹp thiệt. ISO Speed phiên bản băng giá này mạnh quá. Ui, mà bị cái này nó quýnh mấy con boss văng sao quá, nó không có quýnh được tiếp nha. Ở đâu rồi? Boss đâu rồi? Với cái gậy đánh chó này thì mình quá mạnh rồi các bạn ơi. Easy. Chết đi. Ui đừng. Hên vãi. Đánh Yeti mà em tưởng đánh admin không đó. Đánh ship. Thôi để coi. Thôi bỏ đi. Anh làm gì đủ tiền mua gì nữa. Được rồi, đi thôi nào. Marine Fox. Yes sir. Ây da, what the down nha. Không giỡn nha. Rồi, Vai Amiral. Mày cúp. Bùm. Mày giỡn cái gậy đánh chó hả mày? Cây này là của Sabo đó. Quýnh cái nào là đau cái đó luôn á chứ. Ây. Phải tao tăng giá, một phải tao tăng giá. Thôi xin lỗi. Quên lỡ quên trốn, có sao không anh trai. Má cái thằng nô lệ da đen này mà nó phải đặt làm giá đó các bạn ơi. Chắc hồi tao quýnh mày luôn quá. Mày easy, được thêm một robot nữa rồi. Nhưng mà mình biết mà các bạn, hiện tại vẫn chưa đủ tiền mua gì hết nên là thôi. Ra quýnh anh Saber săn tóc đỏ cái đã. Anh săn tóc đỏ ơi. Ui, lên vào 200 chứ vậy. Mày xạo quá săn tóc đỏ. Nhưng mà các bạn biết vô không, săn tóc đỏ thật ra là con NPC khá là mạnh ở C1 nha, các bạn xem nó quýnh mình kìa. Ây da, phải bật haki quan sát lên thôi. Đừng chặn lối ra mà không biết chứ quỷ. Không một con boss ở C1 đâu có thể trâu bằng Saber hay sao á. Mày cút. Easy. Đây, cho tao ra. Ba robot thì chúng ta nên mua cái kiếm ở đây, khá là nhiều sự lựa chọn đúng không? Thôi được rồi, mình sẽ quyết định chọn cây cây ba mù. Bicento đi. Cây ba mù là gì mày, nó hoài. Ui chết rồi anh ơi, cây Bicento em không có chiêu ít em trả được không vậy? Ủa cái đó việc của mày với tao bán hàng. Ôi anh ơi, cho em trả lại đi. Thôi chúng ta sẽ qua đây quýnh ba anh em nhà Doflamingo phiên bản V1 nha. Thì với cái kiếm này các bạn biết gì không, chúng ta có thể quýnh một lần hai con luôn. Và cây Bicento này có cái hack đó chính là nó có thể quýnh siêu xa luôn nè các bạn thấy không. Nó bùm, trẻ đôi thiên hạ, đụng. Yếu vậy, what the fuck. Sức mạnh của bố già gâu trắng đang trả cho người tao cân hai. Rồi, quất cái chết hai con nè tin không. Bùm,
cộng 2 Robert, quá dễ. Tới lượt mày là Doflamingo. Ây da, da, từ từ anh trai. Con Doflamingo này mặc dù ở dạng V1 thôi nhưng mà nó cũng khá là nguy hiểm nha các bạn. Mày, ui, cố tình quýnh mà không trúng nó ta. Không gì đâu, không gì đâu mày đó. Mày hả boss, mày hả boss. Mày hả boss. Thì kiếm tiếp theo giá 20 bức. À, đừng, em giỡn mà anh trai. Ê, anh mà đụng. Mày hả boss, mày hả boss. Anh mà đụng lần nữa em giết anh đó. Xem anh nè, xem anh nè. Đá xuống đất, hất nó lên, quýnh nó như bà má nó luôn. Coi tao nè, coi tao nè. Yes sir. Nói cửa ai để ca nơi này à. Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa đủ tiền để mua cái gì hết. Nên là chúng ta sẽ qua hòn đảo mới để quýnh con boss tiếp theo thôi nào. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ tích tiền để mua cái đó thật sự xịn nha các bạn. Tại vì mình cũng sắp kiếm được 4 robot rồi nên là từ từ cũng được đúng không? Đâu cần gấp. Rồi, và mình ghét như lỗi con này các bạn biết sao không? Nó dám donate anh Ace. Ngay từ nhỏ nó được huấn luyện để trả thù cho anh ấy. Ủa đâu rồi, what the fuck? Ơi, có cái gương nữa, có cái gương nữa. Bú bú bú. Dứt điểm. What the fuck châu vậy mày? Easy. Đâu rồi, bán trái quỷ. Lộn, bán vũ khí đâu rồi. Ông bán vũ khí. Đây nè. Xin lỗi nha, tôi không đủ năng lượng để leo lên ông ơi. Rồi. 4 robot là chúng ta có thể mua được cái kiếm gì đây? Phốt la mà 4 robot hả? Mua, chốt đơn. À được rồi, đến địa điểm tiếp theo coi nào. Con boss tiếp theo là ai đây? Cha của Alon. Tóc mẹ bạc như mây. Phủ kín đôi vai gầy. Em để ý là mỗi lần gặp boss này anh sẽ hát á. What the fuck anh bị gì vậy ta? Ơi, cái phốt lam thật sự mạnh đó nha, Vidac. Từ lúc ra cái phốt lam giờ mình chưa xài cái combo nào luôn á. Giờ mới thấy nó mạnh đó nha. Bá đạo thiệt. Ui, vãi chữ em ngồi đi ha. Nãy giờ tưởng tượng thiệt không á. Ui, các bạn nghe nó quýnh. Ơi. Còn chấm máu rồi. Mày lên con boss bình thường thôi. Ai cho quýnh tao đau vậy mày? Rồi, anh có một cái boss nè, hãy cho anh mua kim nhịch. Rồi, lên trời thôi nè các bạn ơi. Con boss tiếp theo của chúng ta đó chính là Whisper, một con sử dụng pháo nha. Con này bình thường mình ghét lắm. Các bạn biết sao? Nó quýnh mình mới có 3 cái mà gần chết rồi nè. What the fuck? Mày bắn tao. Bắn. Quýnh đi, né chiêu. Dạ, đau thiệt á, chết không ta. Gồng xanh, ngậm nước, phun mì. Nhưng mà máu hiện tại của mình mới được cái nửa cây thôi, qua quýnh con Enel nổi không ta. Gồng xanh, ngậm nước, phun mì. Đại bàng vỗ cánh cho mì thêm khô. Ui, anh chịu hồi được cái giọng vĩnh cũ nè Phúc, thấy không? Bro, what? Ôi các bạn ơi, mình nãy mình làm gì ta, sao được cái đó vậy? What the fuck? Rồi tính ra con Enel nó còn yếu hơn con kia nữa ba, nó quýnh nó không mất máu luôn nè. Ơi, what the fuck? Ơi! Né chiêu. Ôi! Bro, what? Ui, anh lại hack được cái này nữa nè. What the fuck? À, là phải quýnh con Enel mới bung được cái này hả? Ghê ta. Cái này các bạn nên thử nha. Quá đạo. Easy, cộng 1 robot. Ok, và còn 1 robot nữa thôi thì chúng ta đã đủ 5 robot rồi. Bây giờ mình sẽ để dành để mua kiếm mắc nhất nha. Ê mà em giấu mấy kiếm mythical đâu được không? Giấu trong quần em nè. Ai. Anh coi thiệt đó nha. Và đối thủ tiếp theo của chúng ta đó chính là con Frankie. Ê, em địch phải không? Đi về tôi cái. Ê, làm gì mày? Phá hả? Ây da ơi, con này mạnh thật sự luôn nha, sao tự nhiên nó mạnh ngang vậy ta, bình thường nhớ nó yếu quá mà. Mày, đừng, một chấm máu, mình sẽ cố gắng né. Trời sức kìa các bạn ơi, con này nó mạnh quá. Quá mạnh so với con boss C1 á. Bình thường mấy con boss kia nó không có chịu bắn xa, mà con này thì có, mày hiểu không? Kìa, nó quýnh mình mấy cái mà gần chết nữa rồi. Mình chỉ có 5 mạng thôi các bạn ơi, nên là không thể nào lãng phí 2-3 mạng đây được. Bro! 3 mạng cho con boss này ha. Một hit cuối cùng mà không lẽ không chết, không lẽ mày không chết. Rồi xỉu rồi, cuối cùng cũng đã đánh bại được đại ca C1 Frankie. Rồi từ trước tiên mình phải mua món vũ khí mới cái đã. Anh nghĩ thì anh sẽ mua cây Tushita với 5 robot này đi, anh thích Tushita hơn. Em giấu cái kiếm mythical phía dưới này ha. 10 robot cho một cây mythical. Nè bro, sao mắc dữ vậy? Không thể nào mình thất bại trước khi sở hữu một cái kiếm mythical các bạn à. Rồi, đối thủ tiếp theo chúng ta là ai đây? Diamond, kim cương. Mà thật ra thì mình cũng muốn test xem sức mạnh của cây cuối. Chiêu dách, chọt, tùm lum, 2.300 đam. Chiêu ít đó gì? Bùm. Nhưng mà đam không có nhiều chứ anh ta. Kỳ vậy? 5 robot của anh phải mạnh hơn như vậy chứ. Biết vậy nãy mua Yama rồi ha. Yama ít ra còn ảo diệu lướt tới lướt lui. Ê mà cái này đẹp á, cái này chiêu ít nó đẹp á. Thấy anh múa gì lắm mà anh sắp chết luôn vậy lên. Múa thôi chứ có đam đâu, nãy giờ em thấy anh quýnh nó chưa chết nữa mà. Dạ con boss này khó chịu quá vậy. Mày đi. Đúng là đối thủ không cùng đẳng cấp các bạn ơi. Và đây chính là thanh niên đầu vàng. Sống chảm, chọt tùm lum. Piu. Mặc dù cũng không bá đạo lắm nhưng mà ok. Ê con này nhìn nó ngu nó quýnh siêu đau nha các bạn, không biết sao nữa. Bình tĩnh cù. Sống chảm và kết liễu. Rồi, kết liễu. Easy.
Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vô khu rừng này để tìm đối thủ mới. Con này nếu như các bạn không biết thì nó được mệnh danh là vua hát chiêu nha, tại vì nó có thể spam chiêu liên tục luôn. Fujitora. Ôi what the fuck. Ây da, gì mới đây sắp chết rồi. Bro, no. Nó có quýnh chúng mình cái nào đâu mà sao đau vậy. Chạy. 400 mao. Được không, quýnh được không. Bro, không thấy thất bại trước khi mua được kiếm Legendary. Mày phải trả giá nữa, các bạn thấy nó spam chiêu không vậy. Easy. Yes, siêu. 3 con boss rồi, còn 7 con boss nữa thôi là chúng ta có thể nâng cấp vũ khí lên một tầm cao mới. Bây giờ mình sẽ chém nó sang dạng V2 trước nha các bạn. Dạng V2 cũng easy. Đó. Anh thất bại với mày nhiều lần rồi, anh biết. Nè, chuẩn bị né nè các bạn. Đó, né. Bro, what? Mày không xài chiêu thì mày chết thôi. Chứ có gì đâu cu. Yếu vậy? Ê, sao nay nó yếu vậy ta? Mày. Tơ siêu bự mới là chiêu mạnh của nó mà nó không biết xài nè. Chiêu này nè, mạnh vãi chưởng luôn á. Nhưng mà nó không biết xài. Dễ sơ, lâu đài tuyết. Lâu lắm rồi mới được vô đây đó. Bình thường là thất bại Do Flamingo thôi các bạn ơi. Con này thì ngoài việc nó có sở hữu chép băng V2 ra thì không có vấn đề lắm nha các bạn. Ủa đâu mất tiêu rồi, what the fuck. Chơi mà núp nữa, đô đốc băng gì kỳ vậy mày. Mày chơi ăn gian, ai cho mày xài chết quỷ. Tao xài kiếm. Ôi ngu kìa. Ấy à, đóng băng mình cũng đóng băng hụt nữa. Mày chết. Ui, được chìa khóa luôn nè. Không có gì để mở được hết các bạn ơi. Mình mở khóa toàn bộ trong cái nhà nó trơn rồi, bro. Chán vậy. Thôi, bây giờ mình sẽ cầm chìa khóa này và đến gặp anh Ba nha. Anh Ba vừa dài mà vừa lõ, cái đồng Cbiz đó nha. Rồi, let's go. Anh Ba, chịu hồi Cbiz ra đây. Nhưng mà rất tiếc hôm nay gặp phải anh Crazy Lion rồi. Sao quýnh không thấm máu gì chứ vậy? Ôi, Cbiz. Ông bán trái quỷ cản chân Cbiz được vậy? Đâu ra vậy? Ông bán trái quỷ giúp tôi. Căng quá các bạn ơi, vừa quýnh nước này mà phải vừa quýnh nước Cbiz nữa. Né. Anh thả dìu con này chết, con boss này ngoại trừ con Cbiz ra thì nó không có điểm gì đặc biệt chứ nha các bạn. Nên là chúng ta chỉ cần bật 2 kill quan sát để né Cbiz là được. Cũng không gọi là khó lắm nha. Ây da. Ui. Đừng bắn tao nữa. Né. Ui, căng quá các bạn ơi. Đừng mà. Bro, đau quá vậy. 59 mao. Chạy. Né. Thôi các bạn ơi, một lần nữa mình lại thất bại cái thử thách quýnh boss này rồi. Nếu các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì mình phải đi trả thù với đắt bây giờ bán vũ khí mình quá mắc.